Xin chào quý độc giả đang theo dõi MyDio, kênh tóm tắt sách lan tỏa tri thức. Mình là Thế Vinh đây, rất vui lại được đồng hành cùng các bạn lắng nghe phiên bản tóm tắt sách ngày hôm nay. Khám phá cùng mình thôi nào! Sau đây là phiên bản tóm tắt của cuốn sách Tại sao phải gắt, bình tĩnh mà sống, nóng giận thiệt thân. Tác giả Porter Benson, dịch giả Huy Nguyễn. Porter Benson là một tác giả và chuyên gia tư vấn phát triển tự thân người Mỹ, được biết đến nhiều nhất với cuốn sách bán chạy Tại sao phải gắt, bình tĩnh mà sống, nóng giận thiệt thân. Trong cuốn sách này, tác giả sẽ cho thấy thế giới ngày nay đang càng trở nên phân cực hơn. Bởi vậy những mâu thuẫn và bất đồng về quan điểm giữa người với người, cả trong đời thực, lẫn trên môi trường mạng Internet, sẽ là điều chẳng thể tránh khỏi. Mỗi cá nhân đều sở hữu riêng cho bản thân những quan điểm riêng đầy khác biệt. Tuy nhiên, việc tranh luận đơn thuần sẽ thường chẳng hề mang lại bất kỳ hiệu quả gì, ngoài việc khiến bạn cảm thấy căng thẳng và tức giận hơn mà thôi. Vậy, làm cách nào để tranh luận một cách hiệu quả và biến nó thành một công cụ để hoàn thiện bản thân, thay vì nguồn cơn cho những khổ đau trong cuộc sống? Theo Porter Benson, chìa khóa cho điều đó nằm ở sự thấu hiểu. Chỉ khi bạn tranh luận nhằm mục đích gia tăng sự thấu hiểu của bản thân với quan điểm của đối phương, thay vì cứ tìm cách triệt hạ hay phá hủy nó, thì mới có thể biến những bất đồng thành cơ hội để chính mình phát triển hơn. Và sự thấu hiểu cũng chính là thông điệp chủ chốt mà Porter Benson muốn truyền tải tới độc giả trong 8 chương ngắn gọn nhưng cũng vô cùng ý nghĩa của cuốn sách Tại sao phải gắt, bình tĩnh mà sống nóng giận thiệt thân. Vô vàn khả năng sẽ mở ra khi bạn biết lắng nghe những tiếng nói khác nhau trong đầu mình và quan điểm của chúng về các vấn đề trái ngược. Hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu có phải là sự thật? Liệu việc bắt buộc người dân tiêm vaccine có thực sự là chính sách tốt hay không? Đó chỉ là một vài ví dụ tiêu biểu nhất cho hàng loạt vấn đề gây tranh cãi trong xã hội hiện đại đang trở thành nguồn cơn cho nỗi lo âu của mỗi chúng ta. Bởi dù sao thì những góc nhìn trái ngược nhau sẽ dẫn tới sự bất đồng về nhận thức. Bất cứ khi nào chúng ta bắt gặp điều gì đó trong cuộc sống mâu thuẫn với cách mà bản thân nhìn nhận thế giới, thì nó thường sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy căng thẳng và khổ đau. Nhằm giải tỏa bớt đi nỗi bất an bắt nguồn từ sự xung đột kia, những giọng nói trong tâm trí mỗi chúng ta sẽ bắt đầu đưa ra nhiều phản ứng khác nhau. Và theo Porter Benson, thì có 4 nhóm phản ứng quan trọng mà bạn nên lưu tâm đến, bao gồm sức mạnh, lý luận, né tránh và khả năng. Cụ thể hơn, giọng nói của sức mạnh sẽ có xu hướng cố gắng giúp bạn chiến thắng những cuộc tranh luận một cách đầy bá đạo, thông qua lập tức chấm dứt chúng mà hoàn toàn không chấp nhận bất kỳ quan điểm trái ngược nào. Ví dụ, một cá nhân tin rằng tiêm vaccine nên là một yêu cầu bắt buộc đối với tất cả mọi người có thể nói, tất cả những ai phản đối chính sách tiêm vaccine xin đều hẳn nhiên là thiếu kiến thức và điên khùng. Ngược lại, giọng nói của lý luận sẽ có xu hướng tìm kiếm những bằng chứng phù hợp nhằm lật đổ một quan điểm đối lập nào đó. Nó sẽ khiến bạn nói rằng chẳng hề tồn tại bất kỳ bằng chứng nào về việc tiêm vaccine là nguy hiểm cả. Còn nếu nghe theo giọng nói của né tránh, thì bạn sẽ đơn giản lựa chọn bỏ cuộc để bản thân không phải tiếp tục liên quan đến những cuộc tranh luận đầy căng thẳng nữa. Nhưng dù sao đi nữa, thì 3 thứ giọng nói trên đều không hoàn hảo, bởi chúng đã hoàn toàn dẹp bỏ đi mọi cơ hội đối thoại với tiềm năng mở ra những cơ hội cho chính bạn. Và đó cũng là lý do khiến giọng nói của khả năng trở nên hữu ích. Nó là thứ sẽ giúp bạn nhìn nhận được rõ ràng căn nguyên dẫn tới quan điểm trái ngược của những người xung quanh, để từ đó mở ra con đường giải quyết các xung đột trong cuộc sống. Và khi những xung đột đã được giải quyết một cách thấu triệt, thì hẳn nhiên bạn cũng sẽ cảm thấy bớt căng thẳng và lo âu hơn. Những câu hỏi chính là chìa khóa vàng giúp chúng ta vượt qua những bất đồng theo cách mang tính xây dựng và hiệu quả. Một công cụ hữu ích giúp bạn tranh luận một cách hiệu quả hơn chính là biết cách đưa ra những câu hỏi phù hợp. Đây là sự khác biệt giữa khi bạn chơi trò thủy chiến và khi bạn chơi trò 20 câu hỏi vậy. Cụ thể hơn, trong trò thủy chiến, bạn cần đưa ra những câu hỏi để tìm kiếm và đánh đắm những con tàu của đối thủ. Điều đó cũng giống với cách mà nhiều người trong chúng ta tranh luận vậy, với mục tiêu cuối cùng là hoàn toàn phá hủy những quan điểm của đối phương.
Tuy nhiên, theo Porter Benson thì đây không phải là cách vận dụng chính xác của những câu hỏi, vì ngoài khả năng phá hủy, thì những câu hỏi còn giúp mở ra con đường khơi thông mọi bất đồng. Chính sự tò mò sẽ giúp chúng ta mở rộng cách nhìn nhận của bản thân, làm rõ những mối quan ngại còn ẩn giấu, gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau, khuyến khích lòng trắc ẩn, và đôi khi là giải quyết các vấn đề còn đang vướng mắc. Nhưng để đạt được những hiệu quả đó, thì bạn cần phải học phương pháp sử dụng câu hỏi một cách hợp lý. Và phương pháp sử dụng câu hỏi một cách hợp lý cũng chính giống như khi bạn chơi trò 20 câu hỏi vậy. Bạn cố gắng vận dụng 20 câu hỏi giới hạn nhằm mục đích đoán ra được sự vật hoặc con người mà đối thủ của mình đang suy nghĩ tới. Đây là một trò chơi giúp kích thích tiềm năng sáng tạo, khuyến khích bạn sử dụng những câu hỏi với nhiều đáp án đầy gợi mở, thay vì những câu hỏi với chỉ một đáp án cụ thể. Và theo Porter Benson, thì chúng cũng chính là những câu hỏi mà bạn nên vận dụng trong các cuộc tranh luận ngoài đời thực. Ví dụ, bạn có một người bạn tin vào sự tồn tại của linh hồn. Khi tranh luận về vấn đề này, bạn có thể vận dụng một câu hỏi mang tính hủy diệt quan điểm như: cậu có bất kỳ bằng chứng nào cho việc linh hồn tồn tại hay không vậy? Đây là một câu hỏi sẽ lập tức cắt đứt mọi khả năng đối thoại và thậm chí còn có thể khiến người bạn kia cảm thấy bị xúc phạm, tùy thuộc vào phương thức cụ thể mà bạn đưa ra câu hỏi đó. Ngược lại, bạn cũng có thể lựa chọn hỏi người bạn kia nguyên nhân nào khiến cho họ tin vào sự tồn tại của linh hồn và từ đó giúp bản thân hiểu rõ hơn được cách nhìn nhận vấn đề của đối phương. Thậm chí, làm như vậy còn có thể giúp bạn nghe được những câu chuyện đầy thú vị nữa đấy. Bạn hoàn toàn có thể cho phép những ý tưởng nguy hiểm mà bản thân phản đối xuất hiện trong các cuộc thảo luận, và đây chính là cách để bạn có thể giải quyết chúng. Trong cuộc sống, luôn tồn tại những ý tưởng điên rồ và nguy hiểm mà mỗi chúng ta hoàn toàn không thể chấp nhận được sự tồn tại của chúng, chứ đừng nói đến việc dành thời gian ra để tranh luận. Ví dụ như những quan điểm liên quan đến cái chết nhân đạo, hạn chế quyền phá thai, hay hạn chế quyền của người chuyển giới. Tuy nhiên, theo Porter Benson, đây không phải là phương thức tiếp cận mang tính hiệu quả, bởi né tránh sẽ chẳng bao giờ giúp bạn giải quyết được vấn đề gì. Thay vào đó, hãy biết vận dụng cả lý trí và tình cảm của bản thân để tiếp cận và nhìn nhận những ý tưởng điên rồ kia, nhằm tìm ra cách giải quyết chúng một cách hiệu quả nhất. Hãy biết đánh giá những ý tưởng điên rồ bằng một cái đầu lạnh đầy lý tính, nhằm nhìn nhận rõ ràng được căn nguyên logic đằng sau quan điểm của đối phương. Bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc phản bác lại một quan điểm khi thật sự hiểu được đối phương đang nghĩ gì và nguyên nhân dẫn tới những suy nghĩ đó, thay vì mặc định cho rằng bản thân đã hiểu rõ điều mà kỳ thực mình hoàn toàn chưa hiểu rõ. Bên cạnh đó, hãy biết sử dụng trái tim hoặc cảm xúc của bản thân để chống lại những ý tưởng điên rồ, thông qua việc sử dụng các câu hỏi nhằm cố gắng nhìn rõ những lo lắng cốt lõi của đối phương. Những câu hỏi mang tính gợi mở và chân thành sẽ giúp bạn tìm ra được các nguyên nhân về mặt cảm xúc vẫn đang ẩn giấu đằng sau một quan điểm tệ hại nào đó, và nhờ vậy có thể tìm ra phương thức phản bác chúng một cách hiệu quả hơn. Ngoài ra, hãy thử xem xét những người có tư tưởng cực đoan này trở thành công cụ của bản thân và tìm ra cách để khiến các ý tưởng điên rồ của họ tạo thành lợi ích cho chính bạn. Ví dụ, việc phát triển các lập luận nhằm phản bác quan điểm sai trái của họ có thể giúp bạn cải thiện phương thức tư duy của bản thân và thúc đẩy bạn phát triển những suy nghĩ sâu sắc hơn về cuộc sống. Những gì chúng ta cần trong thời đại tràn đầy những quan điểm đối lập này là những cá nhân giỏi tranh luận một cách xây dựng và hiệu quả. Hãy ghi nhớ những bài học trên và rèn luyện kỹ năng tranh luận của bản thân để giúp ích không chỉ cho chính mình mà còn cho cả xã hội nữa. Khi bạn đang muốn tìm hướng cải thiện các mối quan hệ cá nhân, môi trường làm việc, cũng như cách mà bản thân nhìn nhận thế giới thông qua việc tranh luận một cách tích cực, thì tại sao phải gặt? Chính là cuốn cẩm nang tuyệt vời mà bạn không nên bỏ lỡ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe, hy vọng mang đến cho bạn những điều hữu ích. Hãy nhấn like, subscribe để chúng mình có động lực làm những video khác hay hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.